Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin Việt TV Canada. Tiếp theo là các bản tin liên quan đến Việt Nam và thế giới. Thưa quý vị, Úc phá ổ cần sa của người Việt trị giá gần 3 triệu đô la Úc. Cảnh sát bang New South Wales của Úc vừa đột nhập vào 6 căn nhà tại thung lũng Hunter vào ngày 14 tháng 2 và bắt giữ 5 người Việt Nam với hơn 1.400 cây cần sa, tổng trị giá khoảng 2,8 triệu Úc. Cảnh sát cho biết 5 người Việt bị bắt có độ tuổi từ 23 đến 48, trong đó có một nam sinh viên và một phụ nữ. Hai trong số này là di dân bất hợp pháp. Cảnh sát Úc nói 6 ngôi nhà trong cuộc là do cùng một đường dây điều hành. Các ngôi nhà được tân trang bằng tường giả và cơi nới thêm phòng để dành riêng cho việc trồng cần sa. Một trong số 6 ngôi nhà còn có xe tập đi của trẻ em để trong nhà xe và trang trí đèn Giáng sinh bên ngoài nhằm che đậy hoạt động bên trong. Được biết, cả 5 người Việt đều bị bác đơn bảo lãnh tại ngoại và sẽ phải ra tòa ở Maitland vào ngày 15 tháng 2. Bản tin tiếp theo cho hay vào thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm nay, nhằm ngày mùng 1 Tết, cộng đồng người Việt quốc gia Dallas đã cử hành lễ thượng kỳ đầu năm vào lúc 11 giờ sáng. Mặc dù là một ngày làm việc nhưng đã có đông đảo các hội đoàn và đồng hương đến tham dự. Sau nghi thức thượng kỳ, mọi người cùng vào hội trường để chuẩn bị cho phần dân hương đầu năm do Hội Cao niên Dallas đảm trách. Lần lượt tiếp theo quý vị đại diện của hội đoàn, đồng hương cùng lên niệm hương trước bàn thờ quốc tổ. Đặc biệt năm nay trong phần dân hương và tưởng niệm, mọi người cùng hướng lòng cầu nguyện đến các quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt trong năm nay trong phần dân hương và tưởng niệm, mọi người cùng hướng lòng cầu nguyện đến các quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa đã bị thảm sát 50 năm về trước, ngày Tết Mậu Thân tại Huế. Ông Justin Lee, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Dallas, thay mặt Hội đồng Quản trị, chúc Tết đến quý hội đoàn, quý vị cao niên và đồng hương tham dự. Một vài đại diện hội đoàn và tổ chức được mời lên cùng chúc Tết như Niên trưởng Đại tá Đinh Thạch On, Liên hội trưởng Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Duyệt và đại diện cho truyền thông báo chí. Kết thúc ngày chờ cờ đầu năm là mọi người cùng hái lộc và hưởng lộc đầu năm trong niềm vui chúc nhau một năm mới an khang thịnh vượng và mọi sự an lành. Thưa quý vị, các nhà hoạt động gửi thư ngõ vận động mẹ Nấm và Trần Thị Nga tị nạn. Một tuần trước Tết, các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam đã ký một lá thư ngõ vận động hai nhà tranh đấu đang giam cầm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga nên tị nạn nước ngoài. Bức thư ngõ viết, Tết Mậu Tuất 2018 này là Tết thứ hai mẹ của những đứa trẻ vắng nhà. Càng đau lòng hơn bởi đây chỉ mới là Tết thứ hai. Trước mắt các em là đằng đẵng gần chục cái Tết gia đình ly tán, gần chục năm không có mẹ ở bên. Bức thư viết tiếp, chúng tôi hiểu rằng từ ngày đầu tiên tham gia đấu tranh cho đến tận hôm nay trong chốn lao tù, việc ra đi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là ưu tiên của các chị. Chẳng ai chọn ngục tù làm phòng chờ để kiếm tìm sự ra đi. Được biết, bức thư ngõ với chữ ký của các blogger và nhà hoạt động quen thuộc như Huỳnh Ngọc Trên, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Lã Việt Dũng, Trịnh Kim Tiến, Phạm Đoàn Trang, Phan Thanh Nghiên khuyên rằng hai nữ blogger hãy ra đi vì cuộc sống và tương lai của các con và vì sự trưởng thành của phong trào dân chủ Việt Nam. Quốc hội Hoa Kỳ điều trần về tù nhân lương tâm Việt Nam. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ vào hôm ngày 15 tháng 2 đã có buổi điều trần về chương trình kết nghĩa với tù nhân lương tâm, trong đó đề cập đến 169 tù nhân lương tâm Việt Nam. Nhân biểu Randy Hutchrin, đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, đã thay mặt dân biểu Christopher Smith đọc bức thư của Linh Mục Nguyễn Văn Lý gửi cho dân biểu Smith. Ngoài ra, dân biểu Alan Lothewell đã đọc bức thư của Hòa Thượng Thích Quảng Độ và của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Tiến Trung và nhắc đến trường hợp bị giam cầm của mục sư Nguyễn Công Chính. Nữ dân biểu Shala Jackson Lee đã nêu lên quyết tâm tranh đấu và những hy sinh của cựu tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần, người mà bà đã kết nghĩa. Tính đến nay, đã có 16 tù nhân lương tâm Việt Nam đã được các dân biểu Hạ viện và một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kết nghĩa. Trong số tù nhân lương tâm Việt Nam được kết nghĩa, 13 người đã được tự do và 4 người đã đến Hoa Kỳ định cư. Những sự kiện đáng nhớ của Việt Nam năm 2017. Thưa quý vị, năm 2017 vừa qua là một năm đầy biến động đối với Việt Nam với nhiều sự kiện nổi bật. Đầu tiên là vấn đề đối ngoại 2017 với các chuyến thăm qua lại giữa lãnh đạo cấp cao của nhà nước Cộng sản Việt Nam với hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tiếp theo là những sự kiện các bà mẹ Việt rơi vào vòng lao lý. Trong số này có blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mẹ Nấm và nhà tranh đấu Trần Thị Nga, Thúy Nga là những bà mẹ có con nhỏ rơi vào vòng lao lý với án tù dài hạn. Vụ giết hại ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn với một trong các nữ nghi can là cô Đoàn Thị Hương cũng nhanh chóng làm rung động khắp thế giới. Một sự kiện khác đó là vụ một công dân Hà Lan gốc Việt, doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình, kiện chính phủ Việt Nam với cáo buộc vi phạm thỏa thuận mà hai bên đã ký kết năm 2006.
Bên cạnh đó, cũng có những vụ án lớn có liên quan đến nhiều quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam bị đưa ra trước vành móng ngựa. Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ trả tự do cho phóng viên người Đức Deniz Yücel. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim vào ngày thứ Năm ngày 15 tháng 2 cho biết, chính phủ của ông đang cân nhắc về việc phóng thích nhà báo người Đức Deniz Yücel mà họ đang tống giam, trong bối cảnh hành động này sẽ giúp cho bình thường hóa mối quan hệ căng thẳng giữa Ankara và Berlin. Phát biểu nêu trên đã được ông Binali đưa ra trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Deniz Yücel đã bị buộc tội ủng hộ cho các phần tử khủng bố, trong đó bao gồm đảng lao động người Kurd PKK. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trước đó cũng đã cáo buộc nhà báo có mang hai quốc tịch Đức Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ Deniz Yücel là thành viên của một tổ chức khủng bố. Yücel từng làm việc cho tờ nhật báo Die Welt của Đức. Ông bị bắt sau khi đưa tin về việc tài khoản email cá nhân của Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ là Berat Albayrak đã bị tin tặc tấn công. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hàng trăm ngàn người đã bị bắt vào tù hoặc bị cắt chức khỏi các cơ quan an ninh và dân sự kể từ khi cuộc đảo chính bất thành nổ ra. Nga cho biết 5 người trong số các công dân của họ đã bị liên quân Hoa Kỳ sát hại ở Syria. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga vào ngày thứ Năm 15 tháng 2 cho biết có ít nhất 5 công dân của quốc gia này đã bị thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với liên quân Hoa Kỳ trên lãnh thổ Syria cách đây chưa đầy một tháng, mặc dù họ không phải là binh sĩ được Moscow phái tới yểm trợ quân chính phủ Syria. Dựa vào thông tin điều tra sơ khởi, không chỉ có những thường dân vô tội, có nhiều binh sĩ Nga được cho là đã bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đẫm máu giữa liên quân Hoa Kỳ và quân chính phủ Syria kể từ đầu tháng cho đến nay. Ngoài ra, còn có hàng trăm chiến binh trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị thiệt mạng khi liên quân Hoa Kỳ và các đồng minh của họ tiến hành một vụ tấn công vào ngày 7 tháng 2. Không có bất kỳ công dân Nga nào được xác nhận nằm trong số người tử vong vào ngày này, thể theo báo cáo của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova. Thưa quý vị, website của lãnh đạo đảng đối lập Nga Alexei Navalny bị chặn trước thêm cuộc bầu cử. Lực lượng an ninh của Nga đã từng ra lệnh đóng website của lãnh đạo đảng đối lập kiêm nhà phê bình Điện Kremlin Alexei Navalny vào ngày thứ Năm ngày 12 tháng 2. Trong bối cảnh chỉ còn hơn một tháng nữa, quốc gia Bắc Âu này sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống. Hành động nêu trên của giới lãnh đạo Moscow đã vấp phải nhiều sự chỉ trích từ phía dư luận, đặc biệt là những người có chủ trương ủng hộ đảng đối lập và ông Navalny. Chính trị gia Alexei Navalny đã gọi đây là một hành động vi hiến và không công bằng. Được biết trước đó, ông Navalny đã được giám đốc cơ quan truyền thông của Nga Roskomnadzor đã yêu cầu dỡ bỏ những hàng tin tức nói rằng tỷ phú Oleg Deripaska đã từng gặp phó thủ tướng Sergei Brzezinski trên du thuyền ở Naui vào năm 2016 ra khỏi website cá nhân. Ngoài ra, giới chức trách của Nga còn yêu cầu Google dỡ bỏ đoạn video về cuộc họp này ra khỏi trang mạng YouTube. Trong một tuyên bố đưa ra vào tuần trước, tỷ phú Oleg Deripaska đã cáo buộc ông Navalny hành vi tuyên truyền những tin đồn thất thiệt. Lãnh đạo của đảng đối lập Nga Alexei Navalny do từng có tiền án nên không được Ủy ban bầu cử cho phép ra tranh cử trong cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống vào ngày 18 tháng 3 tới đây. Thủ tướng Ethiopia từ chức để giúp cải tổ chính phủ cũng như xoa dịu những người biểu tình. Thưa quý vị, Thủ tướng Ethiopia Haile Mariam Desalegn vào ngày thứ Năm 15 tháng 2 cho biết ông đã đệ đơn từ chức lên giới lãnh đạo Liên minh Đảng cầm quyền nhằm mục đích mở đường cho một cuộc cải tổ nội các cũng như xoa dịu tình trạng căng thẳng đang đe dọa tới nền an ninh của quốc gia phi châu này. Hàng trăm người được cho là đã bị thiệt mạng trong những cuộc giao tranh tại hai tỉnh đông dân Oromia và Amhara của Ethiopia trong suốt khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2016. Bạo loạn bắt nguồn từ lúc chính phủ công bố kế hoạch mở rộng thủ đô Addis Ababa sang tỉnh Oromia, nơi tập trung cộng đồng người thiểu số Oromo sinh sống. Các nông gia ở Oromia lo ngại nếu như kế hoạch này được thông qua, người thiểu số Oromo sẽ bị mất nhà cửa và lâm vào cảnh tứ cố vô thân. Cơ quan giám sát nhân quyền ước tính đã có hàng trăm người bị thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra ở Ethiopia. Quyết định từ chức đã được Thủ tướng Desalegn đưa ra trên đài truyền hình. Ông sẽ tiếp tục nắm quyền cho đến khi chính phủ tìm ra người thay thế ông. Tòa Thánh Vatican bác bỏ nguồn tin cho rằng cựu Đức Giáo Hoàng Benedict đang bị suy nhược cơ thể. Thưa quý vị, Giáo hội Công giáo La Mã vào ngày thứ Năm 15 tháng 2 đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng cựu Đức Giáo Hoàng Benedict đang mắc phải một căn bệnh trầm kha liên quan tới hệ thần kinh khiến cho ngài có nguy cơ bị liệt.
Tin này trước đó đã được tờ báo New York Post ở Đức đưa ra, dẫn lời vị linh mục 94 tuổi George Register, Đức tức là anh trai của cựu Đức Giáo Hoàng. Gia đình của cựu Giáo Hoàng Benedict hiện đang lo sợ tim của ông sẽ ngừng đập trong nay mai. Trong vòng 2 tháng tới, cựu Đức Giáo Hoàng Benedict sẽ chính thức bước sang tuổi 91. Ông từng là vị giáo hoàng đầu tiên tuyên bố từ chức trong vòng 6 thế kỷ qua ở Vatican. Trong một tuyên bố đưa ra cách đây khoảng vài tuần lễ, cựu giáo hoàng cho biết ông đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời và sẽ sớm hành hương về miền đất thánh. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin VTV Canada cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.